Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, ngày 26 tháng 8, Ban Quản lý Công trình Công cộng huyện phối hợp với các lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực đê Bắc Cửa Lục, thôn Đè E, xã Lê Lợi. Tham gia buổi ra quân có hơn 100 người là cán bộ công chức viên chức Ủy ban Nhân dân huyện, cán bộ chiến sĩ công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, cán bộ đoàn viên, hội viên khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, cán bộ và nhân dân xã Lê Lợi. Ban Quản lý Công trình Công cộng thì thực hiện cái chủ đề, cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện về cái chủ đề công tác năm. Thế là hôm nay thì Ban Quản lý Công trình Công huyện đã phối hợp cùng với các cái đoàn thể thuộc khối Đảng, chính quyền rồi công an, quân sự để tổ chức ra quân để dọn dẹp vệ sinh. Tổng chiều dài của tuyến đê Bắc Cửa Lục là trên 8 km, và cái số lượng huy động hôm nay là về số lượng con người là trên 100 người đấy, và chúng tôi đã tổ chức trong vài ngày hôm nay. Có thể qua cái việc này thì nó tạo ra một cái ý thức, một cái cho người dân cũng như là cán bộ để thấy được cái ý nghĩa và tầm quan trọng của cái việc mà bảo vệ môi sinh môi trường. Ngày hôm nay thì đoàn thanh niên công an huyện Đình Bồ thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện là dọn vệ sinh cảnh quan môi trường của đê Bắc Cửa Lục, thì đoàn thanh niên công an huyện cũng phân công 10 đồng chí tham gia dọn vệ sinh, dọn dẹp rác, phát quang cây cỏ để đảm bảo công tác cứu hộ đê điều được an toàn. Và trong thời gian tới thì đoàn thanh niên công an huyện sẽ thường xuyên phối hợp tham gia với tất cả các hoạt động về đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan môi trường, đảm bảo là theo chủ đề công tác năm của huyện là sáng xanh sạch đẹp. Sau một ngày làm việc tích cực, các lực lượng đã phát quang toàn bộ cây cỏ dọc tuyến đê Bắc Cửa Lục, xã Lê Lợi, tổng chiều dài 8 km, chiều rộng hai bên bờ đê là 4 m, thu gom cây cỏ rác đưa lên xe vận chuyển về nơi tập kết để tiến hành xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Không chỉ huy động tổng lực để cụ thể hóa việc thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh, của huyện về bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, buổi ra quân còn tạo sức lan tỏa trong cán bộ, công nhân viên chức lực lượng vũ trang và nhân dân về ý thức giữ gìn tham gia bảo vệ môi trường.